rồi dễ xong hả? Rồi đi hướng dẫn coi. Ngộ quá ha. Cũng giống như nhúng nhúng ở ở bên Mỹ là vậy đó, có nấm có tùm lum tùm la, có tôm sốt sốt. Nó không có cho mình hai ngăn ha, nó không cho mình hai ngăn ha, bởi vậy nó ngăn ngăn cay của mình, ngăn của bà ngoại, hiểu không? Ủa nãy nói mình lấy tô chén là mình lấy lăn bẳng luôn hả? Dạ. Lấy cái gà cho. Bao la quá trời, quá trời món luôn. Gà chiên nè. Gà gia vị cay. Gà chiên. Sài Gòn nóng, rất là nóng, nóng kinh khủng luôn. Nhân dịp 30/4/1/5 nóng kinh khủng nóng luôn. Ai mà về Việt Nam chơi mùa này là rên luôn á. Chui máy lạnh không là khỏi chơi gì hết trơn. Nên mình trốn vô siêu thị. Nên mình đi ăn. Đi ăn ở trong siêu thị, đi vòng vòng chơi là nó mát. Nước ngoài mà nước ngoài mà đúng rồi, có người dọn này kia, 4 năm người dọn phòng phòng đẹp lắm, vô không muốn đái cũng muốn đái nhưng sạch sẽ. Buffet 239 đồng, ăn được 15 đĩa, rau nấm mì sushi thì thỏa thích, thịt hải sản hàng viên chọn theo ý thích, quá hời, giảm 50.000 cho 2 vé buffet, giảm 5% cho buffet nước ngọt. Dính cái ông đó rồi. Ngoài chở từ túi tin luôn á. 85 còn 58. Sao? Nó ngon hơn không? Bơ á. Bơ á. Bơ. Học cơ cảm nhé. Cái này đi, cái này nè. Nó cho giấy trường. Vô mới thấy là thấy gì nào trắng trắng này. Vô ngoài đó, vô vô nào ngon, nào ngon tiếng hết rồi, vô không có nào ngon. Về Việt Nam bơ vào cái ghê ở Mỹ đi chải chuốt chải cái nồi cơm điện.
Nên là anh ta đi chạy chú nó ồ. Về về đây giống như đứa ô sinh nữa, ô sinh ô sinh nữa. Ở đâu rồi cũng quen đó thôi, đúng không? Không ạ. Nói vậy ăn nhắc từ mình nãy giờ bánh nha mỹ. Gặp ông nội Hoa nữa. Trời ơi, mua chứ nhiều chứ con. À. Ơi. Mới chưa ra đây nữa. Làm móc vô bán ăn. Không bỏ túi đi. Túi quần ở trong đó sao lớn. Dưới sao? Ở dưới này. Đó lủng hả giờ? Hả? Để sao em đây? Túi lủng hả vậy? Cuộc đời ném móng tôm vào bạn thì hãy bình thản order thêm suất bánh đậu út đầu để ăn cơm. Cũng làm thư quá ha. Có mùi tắc thơm ghê. Không làm mà đòi có ăn. Có ăn. Ăn đúng rồi, chụp quạt để cho nó không có mũi. Có ngộ vậy. Đó, có khoai. Cũng được, cái giống dưỡi cũng không được. Rồi, con ăn giờ bút tập. Rồi, review coi, ăn coi. Ăn rồi. Đứng món này món kia. Đừng quay mặt. Không, ơi quay mặt, không thấy gì à. Trời đất quỷ ơi. Quay mặt cái gì đâu con. Không, cộng nó là gì? Chả cá.
cọng này nha. Ủa, ủa. Chà cá chiên. Cá. Cũng phải giống cái cọng khoai lang mà khoai môn chiên quá vậy. Cái này ông có gì chả giò. Chả giò với thịt thịt nha. Ốp. Thịt nào? Này nem, này nem. Cái này nem nè. Cái này chả giò nè. Này giò gì ăn đi. Không thôi kìa. Đây cái chén nữa đó. Đừng thái hả? Mày thái hả? Chili Thái. Chili Thái ở Hùng Dương Plaza. Các món ngon. Xin mời các bạn mọi người tới Chili Thái nha, Hùng Dương Plaza nha. Các em phục vụ rất là dễ thương, món thì rất là ngon. Nhỏ miệng của bà. À, tôi làm YouTube mà tôi nói được vui vui chắc á hả là trời đông luôn. Cái thôi, không quay người đâu được lo. Cũng phải quay người tới ăn chứ. Quay còn thử thôi. Ủa này trà Thái đỏ hả? Mình nấu ngon luôn á. Là một nè, rồi màu xanh nữa. Có trà Thái xanh. Nhưng mà phải mua cái trà của Thái luôn á nha. Ở bọn bán 5-6 đồng mà. Dễ ẹt luôn nó vậy. Dễ nhất luôn á. Đúng rồi. Thái nó cũng làm cái này nhưng mà làm kiểu khác. Vậy cái miếng cá trê lăn bột giòn nè, nó làm dài hơn cái này dễ thương hơn, nhìn dễ thương. Ủa mà cái này da không hay sao ta? Không có, cá trê nó xay nhuyễn ra đó. Thử đi. Lăn bột. Ủa đây nóng cho mình nè, đũa nè. Cứ quay đi. Ủa ngộ vậy mà cá trê ngộ vậy? Ừ. Cá trê lăn bột quá mà. Rồi coi, vô, thử coi. Yeah. Ủa ngộ vậy hả? Ừ. Vui ha. Nó cho mình nước sốt đi ha. Hay là đầy đủ hết rồi. Đổ nha là cho nó thôi, chỉ có ăn. Rồi có giờ cho nó thắm cái này vô. Mình cứ vui ha, vui ha. Vui ha. Xé ra. Này ngộ quá vậy ta, nguyên con cá trê ngộ quá vậy. Không phải, nó chỉ làm tẩm bột cá trê vậy thôi. Ừ. Vui rồi banh ra coi nó. Vui rồi mắc cười quá trời. Cái này nó là đặc sản của người Thái nè. Đúng, cả nó nè. Được con này cũng đặc sản của nó nè. Ở vô ăn Thái là phải ăn đặc sản của nó mới biết được là ngon hay dở. Có thơm không? Chứ thơm mà có thơm không? Có, nó có. Đó có cục thơm kìa, thấy rồi đó. Không phải. Đó, cục thơm rồi, đó rồi. Trời ơi. Con chứ thơm có thơm là mắng vốn mà. Dạ, 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 chơi tôm nó đi. Bỏ vô. Bỏ tôm vô. Đây. Wow, vô mà tuyệt vời luôn, đẹp lắm. Rồi. Rồi, sao? Rồi, không vậy tự biểu diễn coi nè. Ê, trứng bỏ vô hả? Chắc vậy, trứng cũng không biết nữa. Ủa không ta ăn hay sao? Không, bữa là rồi sao sao nó kỳ vậy? Ngồi vậy à, bỏ nước này nóng nè, bỏ vô nó mới chảy kia ra. Cứu sao mặt. Giờ cái nước cái lại gì thử coi ngon không? Nước chấm. Rồi làm luôn, múc luôn đi, coi luôn, vô. Đây. Vô, làm đi. Đây. Rồi, vô. Để nào, thêm hai luôn đi. Chơi luôn đi, làm gì. Rồi, vô. Chấm được. Trời, mẹ biểu diễn gì nhiều quá. Còn chơi. Đây, chấm nè. Đó, chấm vô. Rồi, rồi. Đây, món này là món tôm dâm nha, tôm dâm nổi tiếng của rồi các bạn nhé. Bây giờ ăn cái món nhà phải đây, tôm dâm có tôm nữa nè, có sữa, ủa, có nước dừa. Nước dừa chứ, có sữa tươi nữa, nước dừa nó mới béo, và có tôm, có nấm. Rồi. Vô miệng, vô bỏ vô đây. Miệng nhâm miệng rồi. À có con tôm nữa, mình con bạn con. Chiều của. Có cà chua. Ngon ha. Lá chút hoặc là lá chanh dây. Lá chanh dây nhà vua đó. Chanh số 8 người ta nói chanh số 8. Rồi là chanh Thái. Rồi cái cây của vua được cái tàn bự quá ha. Bự quá, trời bự. Mắc lắm á, ở bển tới mấy đồng một phao á nha. Nãy có bò với lưỡi không hả? À? Đúng không? Đi chợ gì kỳ vậy? Đầu tiên nhất là đưa dĩa này. Nước chấm cày. Bỏ không nghe máy. Để cho này bỏ lại cho nó.
quay mình đi. Lại chưa? Cái này sốt xa gì? Sa cha. Bà để ăn cái gì? Thôi, bán lấy mấy cái này nè. Mỗi thứ ít là nhiều thứ vô. Sốt ớt cây. Hoành tráng đó, vàng nhìn đẹp quá luôn á. Giờ mình có muốn ăn bún mì không chị? Có
Thôi đợi chút đi, mình ăn sớm quá rồi, lên mấy giờ chẹt lớn lớn ba giờ cho chờ đi. Chân gà, được cái chân gà rút xương phi, một cái dĩa rau gì đó, nấm phi, nấm nấm luôn rồi, nấm thôi chân nấm nấm à. Không bò nhúng ra lấy ăn đâu kìa. Con nước anh niêm ngon không? Đây. Đó. Có hai bạn thôi. Bạn Sarah với bạn Sasade. Sasatara. Quay gu đi, ăn quay gu đi. Quay gu, quay gu đi. Quay gu, bầu quay gu đi. Quay gu đi, quay gu đi. Rồi tự xử đi Dung ơi. Gõ thôi à, bỏ đâu ha. Ồ, nó gỡ ra hết rồi. Cái này tươi không hay là ngụy trang? Tươi, tươi. Tươi nè. Còn con nữa đó. Ba con. Cũng còn, ừ đúng rồi. Thấy quá ta. Cũng là hả, ship lớn là nhìn xa là thấy liền. Thấy là thiếu liền. Màu mè.